Feedback xóa xăng, sạch mực, không sẹo. Khách hàng Thanh Tùng. Quý vị ơi, đây là hình ảnh buổi đầu tiên khi mà bạn Tùng đến với thẩm mỹ YO. Và đây, hiện tại sau vài buổi xóa tại thẩm mỹ YO, thì Tùng ơi, Tùng đánh giá là cái hình xăm của mình đã mờ được bao nhiêu phần trăm rồi? Khoảng 80% chị ạ. 80% rồi ạ, à? Kết quả rất là tốt đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyên gia Bích Lê phân tích một chút về tình trạng hiện tại cũng như là cái hình ảnh buổi ban đầu của bạn ấy, quý vị nhé. Với cái tình trạng của Tùng trước đây thì có xăm một hình ở cái phần tay này, khu vực này thì nó rất là mỏng, và ở phần cổ tay thì có một hình trái tim. Đấy, với cái hình trái tim này thì của Tùng thì đã xăm đè 2 lần, thế nên là lượng mực khá là dày. Đấy, còn với những cái hình trên thì như các bạn thấy là cái nền da của Tùng rất là sần. Trong quá trình làm thì phải thay đổi rất là nhiều bước sóng khác nhau. Bạn Tùng cũng có chia sẻ là cái hình xăm này thì bạn xăm được 2 năm rồi. Thế thì không biết là vì lý do gì mà mình phải đi xóa xăm hả Tùng? Vì lý do công việc, mọi người kỳ thị thôi ạ. Cái công việc của bạn, bạn làm văn phòng, chúng ta đi gặp mà đối tác mà kiểu cán bộ bên trên là họ cũng không thích. Đúng rồi. Đấy, nó cản trở rất là nhiều đúng không? Vâng. Thì sau các buổi điều trị thì của Tùng đến ngày hôm nay thì đã được tầm 80%. Thì với cái kết quả như thế này thì em thấy có hài lòng không? Dạ em hài lòng. Thanh Tùng cùng hơn 655.000 khách hàng đã xóa xăm thành công tại Ohio. Còn bây giờ đến lượt bạn đăng ký xóa xăm ngay nhận ưu đãi cực hấp dẫn.